Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái đề tài là nên cho con cháu của mình đi du học năm bao nhiêu tuổi. Nếu mà đã đi du học mà từ sau khi tốt nghiệp đại học rồi đó các bạn, hoặc là 18 tuổi sau khi tốt nghiệp cấp 3 rồi, đó là điều bình thường thôi. Mà cái video này mình nói về cái vấn đề là mấy em mà đang học cấp 2 và cấp 3 đó, có nên cho mấy em đi du học sớm hay không? Thì theo mình đó là nên các bạn. Nhưng mà trước khi phụ huynh cho con em, con cháu mình đi du học đó, thì các bạn nên chú ý một cái điều đó là nên tập cho nó tính tự lập và cái khả năng tự lo hết cho bản thân mình để có thể sớm hòa nhập với cuộc sống ở bên Úc. Theo mình đó là các em nên đi du học sau khi các em tốt nghiệp lớp 9 xong đó các bạn. Tốt nghiệp cấp 2 xong đi du học thì các em phải có chuẩn bị từ hồi lớp 7. Lớp 7, lớp 8 là phải chuẩn bị trước. Lý do tại sao phải chuẩn bị trước từ hồi lớp 7, lớp 8? Mình nói là chuẩn bị thì có lẽ là chuẩn bị từ hồi nhỏ tới lớn luôn. Nhưng mà cái bước quan trọng nhất là lớp 7, lớp 8, lớp 9 đó. Có nhiều phụ huynh hỏi mình là có nên cho con học giỏi toàn diện hay không? Mình nói nếu em có khả năng thì học giỏi toàn diện thì cứ học giỏi thôi các bạn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, cái kỹ năng mà các em không có, hai cái kỹ năng các em không có khi các em qua bên nước ngoài các bạn, Úc hay Mỹ, Canada, các bạn thua các bạn cùng lứa là như thế này. Thứ nhất á, các bạn đừng có nên học giỏi hết toàn bộ. Các bạn chỉ cần tập trung những cái môn nào bạn thực sự giỏi thôi. Và cái tiếng Anh á, là mình thấy rất là tốt để cho các bạn trẻ đi du học càng sớm càng tốt. Như là lớp 9 đi qua là còn có lớp 10, lớp 11, 12 là 16, 17, 18 tuổi. Là lúc đó qua tiếng Anh, cái giọng của mình còn nói được tiếng Anh tốt. Qua đó học mấy năm đó có thể là bạn phát âm rất là tốt, để cho các bạn có thể phát âm những cái accent á, nó giống như người Úc hoặc là người Mỹ, người Canada, thì sẽ không bị ảnh hưởng. Giống như tụi mình đi du học rồi định cư hồi năm 20 mấy tuổi, nên cái giọng nó vẫn còn chút xíu, luyện thì nó vẫn được nhưng mà nó vẫn còn cái giọng, khi người ta nghe người ta vẫn biết là người Việt Nam. Ví dụ nha, bạn đang ngồi mà bạn nghe cái người đằng sau nói tiếng Anh, đằng sau lưng bạn nói tiếng Anh này, bạn nghe người ta nói là bạn biết cái giọng này là của người Việt, thì rất là khó để mà luyện cho các bạn mà đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà cho các bạn mà dưới 15, 16 tuổi hoặc là các con em mà các bạn cho đi học tiếng Anh từ nhỏ thì các accent nó luyện giống như người Mỹ, người Anh, người Úc hay gì đó thì nó rất là tốt các bạn. Cái tiếng Anh là cái điều tối quan trọng nhất cho các bạn để các bạn đi qua nước ngoài, thì các bạn phải học tiếng Anh thiệt là giỏi ở Việt Nam để đi qua nước ngoài. Các bạn hội nhập rất là nhanh. Lý do là bạn nói hiểu rồi bạn nghe người ta, bạn nghe được hết thì nó hòa nhập nhanh thôi các bạn. Đó là chuyện bình thường. Và hôm qua mình có đi gặp những người bà con của mình đó, thì mình nói các em thích học cái gì cho các em học cái đó. Ví dụ như thích học toán thì cho học toán, thích học lý thuyết thì cho học lý thuyết, thích học văn cho học văn. Đừng có ép nó học giỏi toàn diện. Không có con người nào mà giỏi toàn diện các bạn. Ở Việt Nam là học vẹt nên mới giỏi toàn diện. Ai học thuộc lòng thì người đó giỏi toàn diện thôi. Nhưng mà thực chất không có người nào trên thế giới này giỏi toàn diện hết các bạn. Không có ai mà giỏi toàn diện như ở Việt Nam hết. Chỉ có một mình ở Việt Nam mình là giỏi toàn diện. Mình thấy những cái khái niệm đó nó rất là vô lý, mà tội nghiệp cho mấy em bắt người ta học những cái mà nó không thích thì làm sao mà nó hiệu quả được các bạn. Bây giờ mình nói cái quan trọng á là cố gắng làm sao để cho các con em của các bạn á vừa học vừa vui, nó không có bị stress, nó không có bị mà áp lực tâm lý thì nó học sẽ rất là tốt các bạn. Ngoài tiếng Anh ra thì nó còn có thêm một cái là những kỹ năng sống các bạn. Cho dù mấy em còn nhỏ nhưng mà các em phải cố gắng học mấy cái này. Mình biết rất là khó cho các em, tại ở Việt Nam mà ba mẹ lo hết cho các bạn, các em nhỏ từ nhỏ tới lớn rồi, nhưng ba mẹ phải luyện cho các em như thế này. Ba mẹ đi chợ đó, các ba mẹ đi đằng sau để cho các em nó tự mua đồ ở ngoài chợ, biết lựa đồ nào là tươi, lựa đồ nào là không có tươi, cá thế nào là tươi, thịt thế nào là tươi, rồi sau mà củ quả thế nào là tươi các bạn. Tại vì đi qua bên nước ngoài á, biết là các em đi từ lúc 16, 17, 18 tuổi á, thì ba mẹ sẽ được đi chung với các em, sẽ lo cho các em. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, các em hãy tự lập từ nhỏ thì tương lai các em sẽ phát triển rất là lớn, tương lai các em sẽ nhanh chóng để các em thành công hơn. Mà các em tự lập như vậy, mai mốt các em trưởng thành rất là lớn và các em tự lập được, ba mẹ càng mừng hơn. Mà ba mẹ mà dạy cho con được cái kỹ năng này á, thì sau này ba mẹ cũng đỡ, ba mẹ không cần phải lo cho các em nữa. Nói chung là rất là nhiều người Việt Nam qua bên nước ngoài á, nói các bạn, ra nước ngoài là học cái gì cũng giỏi hết, nhưng mà cái vấn đề là tiếng Anh không giỏi, cái đó là cái điều rất là bất tiện. Và khi mà học tiếng Anh xong rồi thì bắt đầu tới những kỹ năng sống, như mình nói, thì đi chợ chỉ cho cái này tươi, cái kia không tươi. Đi tập như vậy á thì từ từ các bạn đi vài lần là các bạn biết à, là các bạn tự đi được.
Có nghĩa là mình không có chỉ cho con mình cái để cho nó lanh quá, nhưng mà mình chỉ cho con mình biết cái cách nào để mà trả giá, hay biết cái cách nào để chọn những cái món ăn cho nó tốt cho sức khỏe của nó, cái nào là tươi, cái nào không tươi, cái nào là bổ dưỡng, mình phải hướng dẫn hết các bạn. Khi các bạn hướng dẫn xong rồi đó thì các bạn sẽ tự để tự cho các em nó đi làm, rồi bắt đầu về các bạn hướng dẫn cho nấu ăn nữa. Cái đó là có thể tồn tại được ở nước ngoài được các bạn. Đó, khi các bạn để cho các em đi nước ngoài tự đi chợ, tự nấu ăn thì tất nhiên đồ ăn ở nước ngoài thì nó an toàn rồi các bạn. Thì đó, nó tự vậy là các bạn biết là nó sẽ không bao giờ bị đói. Cho dù thả nó ở đâu nó cũng không bao giờ bị đói. Thứ nhất là khả năng tiếng Anh của nó biết rồi, là nó sẽ nói chuyện nước người nước ngoài, có vấn đề gì nó cũng có thể giải quyết được. Và ăn uống nó cũng tự lo cho bản thân được, ăn thế nào là cho dinh dưỡng, ăn hoa quả như thế nào hợp lý thì ba mẹ hướng dẫn với các em được. Các em giỏi thì các em lên các bạn coi cái mô hình tháp marshmallow rồi các em sẽ biết. Rồi, đó là hai cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Và cái thứ ba nữa là cái khả năng đi làm thêm. Khả năng đi làm thêm các bạn cũng có thể tập cho mấy em từ ở Việt Nam. Cho dù nhà các bạn giàu có hay gì mình không không quan tâm. Cái quan tâm là cái sự tự lập của mấy em trẻ. Thay vì bạn cho các em đi học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ rồi học cái này, học cái kia, đàn, nhạc, múa tốt hết các bạn. Nhưng mà hãy cho nó dành khoảng nửa buổi ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật rồi đó, hoặc là nghỉ hè, hãy cho nó đi làm thêm ở cái tiệm thức ăn nhanh hay là cái tiệm trà sữa, bất cứ chỗ nào mà có thể làm thêm được cứ cho đi làm thêm, cho dù làm mà không lấy tiền cũng được, cứ cho con cái mình đi làm thêm. Đi làm thêm để làm gì? Để nó dạn dĩ, đi làm thêm để nó tiếp xúc được khách hàng, đi làm thêm để nó học hỏi nhiều kinh nghiệm, nó biết được ngoài kia người này người kia, rồi người chủ nó như thế nào, đồng nghiệp như thế nào, khách hàng như thế nào, để cho đi để cho nó biết. Các bạn có nhiều phụ huynh mình thấy là ôi xót con lắm, ôi đi làm được có mấy đồng mà có khi sao mà đi cho nó làm mà miễn không có lấy tiền nữa, mình thấy xót con thôi cho nó tiền để nhà nó đi chơi. Các bạn làm như vậy là vô tình các bạn hại con các bạn á. Mình biết ở bên Úc cũng vậy, nó có rất là nhiều người anh chị của mình cũng vậy, cha thì bắt con đi làm thêm còn mẹ ở nhà xót con, nó cho hỏi nó đi làm nó nhỏ như vậy mới 17 tuổi mà vậy vất vả cho nó quá, thôi bắt đầu nói nó ở nhà rồi bắt đầu làm cho nó hư. Các bạn ở Việt Nam cũng vậy thôi, các bạn cố gắng làm sao cho con mình đi tập cho nó, giống như có những cái lễ hội hay là cuối năm trò chơi rồi này nọ, tập cho nó giống như đơn giản thôi, coi cái món hàng nào đó mình về mình tự mình nấu rồi mình đi bán mấy cái món đó, mình thấy rất là hay các bạn. Mà mình có một người em nó học lớp 1 thôi à, nó biết là ở chợ bán những cái món đồ ăn mà giá rất là thấp mà bao bì đàng hoàng nha các bạn. Nó mua cái đó nó lấy khoảng 10 ngàn hay 20 ngàn hay là 100 ngàn gì đó, nó mua một đống nó bỏ trong cặp nó đem lên lớp nó bán lại, hôm sau nó kiếm được 200 ngàn. Nó bán gấp 2 gấp 3 lần bạn bè nó mua quá trời luôn các bạn. Lý do là sao? Tại nó biết mua sỉ và nó bán lẻ các bạn. Từ nhỏ mà nó đã có cái khả năng kinh doanh như vậy rồi các bạn, thì sau lớn các bạn thấy nó phát triển khủng khiếp thế như thế nào, rất là thông minh. Người Việt Nam mình nói thật là rất là thông minh, chỉ cần học một thôi biết nhiều lắm, biết 10, biết 5, biết 10 lắm. Nhưng mà cái sử dụng cái trí thông minh của mình vào cái mục đích từ thiện, vào cái mục đích hướng thiện và mục đích dài hạn, cái đó nó mới giúp các bạn giàu có về lâu được. Các bạn đừng có xót con nha, đừng có xót con, cố gắng để cho con nó đi tự lập. Tại cái nghĩa là bạn chở nó tới chỗ làm, nó ở chỗ làm nó làm, thì bạn phải chỉ cho nó. Mình biết là ở Việt Nam mình về đây mình thấy chỗ nào nó cũng nguy hiểm hết đó, nhưng mà mình phải chỉ cho con mình, ok con đi làm ở chỗ đó con coi cái chỗ nào nó ở cao, đồ đạc mà chất lên cao. Bạn phải tập cho mấy đứa nhỏ từ nhỏ luôn các bạn, khi mà đồ đạc chất á là phải cái đồ nặng phải chất ở dưới, rồi cái đồ nhẹ phải chất lên trên cái đồ nặng, rồi để những cái đồ lên cao như vậy á, những cái tầng cao như vậy thì ở trên nó phải nhẹ, ở dưới nó phải nặng đó, để nó giữ lại. Cái này bạn là ba mẹ các bạn phải phải chỉ cho mấy đứa nhỏ nó không biết những cái kiến thức thực tế, rồi nấu cơm như thế nào, làm cách nào để nấu cơm được 3 tầng, có nghĩa là khét rồi chín, khét rồi nhão rồi chín đó. Bạn phải chỉ cho nó cách nấu cơm kiểu vậy là nó thấy ủa nấu như vậy không ăn được, không ăn được là phải làm gì, phải nấu kiểu khác. Chứ đừng có chỉ cho con cách mà cắm vô, nếu mà nhà có điều kiện thì nấu bằng cơm điện, phải chỉ cho nó cách nấu cơm điện như thế nào cho nó ngon, rồi nấu canh như thế nào, rồi bàn bàn phải đưa ra như thế nào. Thì nói chung bạn càng hướng dẫn nó càng nhiều thì mai mốt nó đi nó tự lập một mình, nó sẽ không bao giờ nó sợ, nó không có bị gì hết các bạn. Còn các bạn không biết, nói nó qua bên nước ngoài cũng đi ăn tiệm không có đâu nha các bạn. Ở nước ngoài nhiều chỗ nó không có bán đồ ăn châu Á đó, nó đi ăn tiệm suốt ngày suốt đêm suốt tháng luôn á, là lúc đó là sức khỏe nó không đảm bảo á, thì vẫn biết là ở nước ngoài nó vẫn bán đồ ăn, nó rất là tiện. Các bạn có điều kiện nó vẫn cho con làm như vậy đi, nhưng mà các bạn thử nghĩ đi, một là nó ăn healthy food, là nó ăn những đồ ăn cho tốt cho sức khỏe của nó, hai là nó ăn những cái đồ ăn fast food ở nước ngoài, các bạn biết fast food rất là nhiều, tùy theo các bạn thôi. Và nữa,
Một cái nữa mình lưu ý với mọi người đó là cái lý do các bạn cho các em đi du học đó, để cho em tự lập, chứ không phải cái lý do đi du học để cho các bạn ấm con ở trong trong lòng các bạn. Thì các bạn hãy tập cho nó từ nhỏ. Các bạn muốn con tự lập ra ngoài kia hơn với những cái bạn bè quốc tế, hoặc ra ngoài kia có thể là coi như là không có sợ những cái sóng gió, những cái bẫy ở bên nước ngoài, hay là những cái gì nó sẽ xảy ra với các con các bạn, thì các bạn phải tập cho nó bây giờ. Người ta nói câu là thương trường đổ mồ hôi, là cái gì, chiến trường bất đổ máu gì đó các bạn, mình không nhớ câu đó. Các bạn nào biết hay nhớ thì comment bên dưới cho mình. Thì các bạn, nếu mà các bạn không luyện cho nó bây giờ, khi mà nó ra thực tế thì nó sẽ bị bóc như vậy. Rồi khi nó đi chơi với bạn bè như vậy, đứa này nó sẽ có những cái thói xấu như vậy, đứa kia những cái điều tốt như vậy, thì phải bỏ những cái thói xấu ra, học những cái điều tốt các bạn. Chứ đi qua nước ngoài mà gặp bạn bè chơi, đứa nào cũng nó ngày nào nó cũng đi ăn fast food đó, thì con bạn nó cũng đi ăn fast food cho mấy đứa đó luôn rồi sao? Rồi ra nước ngoài chơi rồi mấy đứa đứa khác nó hư, rồi bạn cũng cho nó chơi với mấy đứa, nó phải biết phân biệt được bạn nào tốt để nó chơi, bạn nào không tốt thì hạn chế lại. Rồi bạn nào tốt, có người thì sẽ có điểm tốt có điểm xấu, mà phải biết hạn chế cái điểm điểm xấu của người ta lại, và chơi với những người nào có nhiều điểm tốt các bạn. Thì tất cả những cái đó là bạn không có cách nào mấy đứa nhỏ nó biết được các bạn, mà phải dạy nó, bạn chỉ nó từ từ. Ví dụ như bạn tiếp xúc với một đứa mà đứa đó nó hay chửi thề, thì bạn nói con của bạn nè, bé này nó hay như vậy á, thì con nên biết được mấy cái này để con tránh, con không có làm theo như vậy. Các bạn những cái nhỏ nhỏ gì á, bạn phải phải học. Thì mấy đứa nhỏ nó vẫn còn ngây thơ lắm, các bạn phải nói nó. Và một cái điều nữa mình thấy là có rất nhiều mấy bạn trẻ ở Việt Nam học tiếng Anh cực kỳ giỏi luôn, nhưng mà dành thời gian học ít quá. Và ba mẹ lúc nào cũng nói: "Ôi con ơi, con đi học đi, con đi học đi, học tiếng Anh đi con, học tiếng Anh cho ba mẹ." Các bạn đừng có tạo áp lực cho các con của các bạn nữa. Lý do tại sao? Lý do là các bạn trẻ đó nó thích thì nó tự học, chứ nó không cần ai phải ép hết. Cái vấn đề ở đây á là bạn hãy tạo cho nó cái khả năng là thích để mà học. Ví dụ nó thích coi những cái chương trình game show bằng tiếng Anh, cho nó coi game show bằng tiếng Anh. Thích coi những cái buổi nói chuyện bằng tiếng Anh, cho coi nha. Thích coi phim bằng tiếng Anh, cho coi. Thích cái gì coi đó, hoặc thích nghe nhạc bằng tiếng Anh, vừa nghe nhạc vừa dịch ra hay lắm. Hãy để cho các em nó tự phát triển cái kỹ năng nó tự nhiên các bạn. Con mình nó là làng lên đó. Đó, mọi người hãy để cho tự nhiên, đừng có ép nó học. Nó thích cái gì để cho nó học, nó còn thích gì, bắt đầu mua sách mua vở kiểu đó về cho nó học, như vậy mới tốt các bạn. Rồi những cái kỹ năng mà như là ví dụ như những kỹ năng hướng đạo, những cái kỹ năng mà xử lý công việc một mình, những kỹ năng mà sinh hoạt một mình, hoặc là những cái kỹ năng mà tất cả những thứ tự nấu ăn, tự đi du lịch một mình rồi này nọ, mà thử tập cho con mình đi, từ từ nó quen hết cái đó thì bạn không có sợ vậy đó, nó xách ba lô lên mà nó đi thôi đó. Tất cả là do ba mẹ hết rồi các bạn. Nếu mà các bạn hướng dẫn nó tốt, các bạn hướng nó tự lập và biết chỉ cho nó cách gấp quần áo, đi như thế nào, đi du lịch cần 7 kg là đi, cần cái gì trong cái ba lô, cái nào y tế thuốc men như thế nào bỏ vô nó. Các bạn hãy để cho mấy đứa nhỏ nó tự làm đi các bạn. Các bạn tập cho nó tự lập từ nhỏ, rồi sau này các bạn sẽ để cho nó tự làm đó. Nó bút vé bay cho các bạn. Có một cái câu ngạn ngữ của người Pháp nói như thế này các bạn: khi mà con bạn muốn ăn á, bạn nấu cho nó ăn á, thì bạn sẽ nấu cho nó ăn suốt đời luôn. Nhưng mà khi mà nó nói nó muốn ăn cái món đó đó, như món oplet, món opla đó các bạn, thì bạn dẫn nó xuống bếp, bạn chỉ nó cách làm. Như Johnny con mình á, mình chỉ nó cách làm thì lần sau nó có thể làm cho nó ăn được. Tất nhiên lần đầu tiên nó làm thì nó dở, nó kia ý dở quá, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba khá khá khá, là lần thứ năm, lần thứ 10 là nó sẽ ngon rồi. Sao nữa các bạn? Rồi khi nào nó thích, buổi sáng nó xuống nó lại nấu ăn, nó nấu cho mình ăn, nó nấu cho vợ mình ăn, nó nấu cho ba mẹ nó ăn, nó nấu cho người nhà ăn, thì lúc đó là bạn khỏe rồi, bạn chỉ cần nhờ nó làm. Nó công việc đó nó thích, nó tự làm được, nó thấy vui, nó thích giống như Trang vậy á. Bạn hãy để cho con bạn nó tự thích cái gì nó tự làm. Nó thích học tiếng Anh để cho nó tự học tiếng Anh, nó thích học tiếng Pháp nó tự học tiếng Pháp, rồi nó thích học môn gì để cho nó tự học, rồi thích nấu món gì nó ăn để cho nó tự nó nấu nó ăn. Bạn chỉ là người hướng dẫn thôi. Như vậy mấy mấy bạn trẻ mới nhanh chóng thành công và hòa nhập được với bạn bè thế giới các bạn. Ở nước ngoài á, 15 tuổi, 14 tuổi nó ra khỏi nhà, nó không sống với ba mẹ nó rồi các bạn. Đó, các bạn nào đã đi nước ngoài rồi các bạn sẽ hiểu ý mình nói gì. Thôi, mình dừng video ở đây. Chúc các bạn trẻ sớm thành công nha. Mong là cái video này sẽ giúp được các bạn rất nhiều. Nhờ các bạn giúp mình chia sẻ cái video này trên Facebook, Zalo và những cái mạng xã hội khác, để cho nhiều bạn trẻ biết cái cách này để các bạn có thể
nhanh chóng để đi du học và sau đó sẽ được định cư ở đất nước phát triển. Chúc các bạn thành công. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và nhớ bấm nút chuông kế bên nút đăng ký kênh luôn để nhận được video mới nhất.